Còn em mà đặt cái viên chín thì bát giác cái này vào đây. Chơi bên đấy đau, vừa phụ nữ đau vừa đàn ông đau, chơi nó viên nó vừa vừa thôi thì nó không đau. viên đấy xong rồi nó căng ra là nó không lành, nó há một cái lỗ Mắt mèo mắt mắt mèo. mèo Ừ, ấy, sau rồi nặn bỏ đúng rồi. xong lại vào một viên nhỏ hơn một tí, nhưng mà rồi cũng phải bỏ. Cái phần của chị em phụ nữ nó nhạy cảm cho anh em mình hạn chế những cái viên nó góc cạnh nhiều đi. Hai bên dưới này của em là cũng không phải tròn rồi. Ừ, nó là hạt nịu. Ừ, hạt nịu nó có góc cạnh. Cái size của mình nó lớn này thì mình chơi những cái viên nó trơn tròn để cho nó vào bên trong nó dễ dàng hơn. Nào làm tiếp một viên trên đỉnh nữa, xuống tầm dưới cách khoảng 2 phân này cũng được. Được, Làm như thế chơi hay luôn không? thôi. Viên thứ cấp. Bên đấy để sau nữa là Ừ, ok thì đấy, làm viên thứ cấp là ok.